Ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về một cái bài pháp, một cái bài kinh ở trong kinh Trung Bộ, ở trong Trung Bộ Kinh. Và bài kinh này có tên là Veda Vitaka. Veda đây là hai, và Vitaka tức là tâm. Tâm ở đây tức là suy tư hay là suy nghĩ. Và cái bài kinh này, Veda Vitaka, được gọi là cái bài kinh song tâm. Và Đức Phật có nói về hai cái loại suy nghĩ, hai cái loại tâm cầu. Chính vì vậy mà có cái tên là bài kinh song tâm. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có hai cái loại suy nghĩ. Thứ nhất là cái suy nghĩ về bất thiện. Thế thì đối với cái suy nghĩ bất thiện như thế này thì chúng ta cũng có ba cái. Đầu tiên đó là Kama Vitaka, tức là dục tâm, tức là những cái suy nghĩ về dục. Người nam thì nghĩ tới người nữ thì nghĩ về người nam. Thế rồi chúng ta nghĩ về đồ ăn, thức uống, về quần, về áo, về nhà, về cửa, vân vân. Nói tóm lại, tức là những cái mà liên quan tới các cái sự hưởng thụ, dục lạc. Đó là những cái suy nghĩ về dục tâm. Cái thứ hai là Vyapada, tức là sân tâm. Chúng ta những cái suy nghĩ về cái sự trả thù, sự hận thù, ghen ghét, vân vân. Đó là cái suy nghĩ thứ hai, tức là sân tâm. Và cái thứ ba, tức là Vihinsa, là hại tâm. Chúng ta suy nghĩ về những cái sự tức là liên quan tới những cái sự thù giận, những cái sự quán thù đối với người khác. Như vậy là chúng ta có ba loại: dục tâm, sân tâm và hại tâm. Đó là ba cái loại suy nghĩ bất thiện. Và cái loại suy nghĩ thứ hai của chúng ta đó là các cái suy nghĩ thiện. Thì suy nghĩ thiện ở đây nó cũng có ba cái, tức là suy nghĩ vô tham, suy nghĩ vô sân và tâm từ. Chúng ta không có tham hại ai. Như vậy thì ở đây đó là các cái suy nghĩ mà nó liên quan tới cái việc bố thí, cúng dường. Thế rồi suy nghĩ làm sao mà để thực hành, suy nghĩ giữ giới như thế nào cho nó tốt. Thế rồi suy nghĩ về việc chúng ta giúp đỡ người khác, để suy nghĩ làm sao mà để chúng ta trở thành những cái người xuất gia. Thế rồi những suy nghĩ mà liên quan tới cái việc mà phát triển về tư tâm. Thì những cái suy nghĩ như vậy đó là các cái loại suy nghĩ thiện. Và trong đó thì nó chia ra làm ba loại: suy nghĩ vô tham, ly tham và suy nghĩ vô sân, cũng như là suy nghĩ vô hại. Thế thì chúng ta biết là đối với một cái người bình thường của chúng ta thì bao giờ cũng vậy, nó cũng có hai cái loại suy nghĩ, đó là suy nghĩ thiện kusala và suy nghĩ bất thiện đó là akusala. Và với một cái người mà không có biết tới cái việc hành thiền thì trong hầu hết thời gian thì là các cái suy nghĩ bất thiện nó luôn luôn sanh khởi. Thế chính vì vậy mà trong một lần mà Đức Phật là ngự tại cái đền Sáo Vệ ở tại chùa Kỳ Viên, thì trong một cái buổi mà ngài có thuyết pháp cho các cái vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, trong đó là Đức Phật có đề cập tới hai cái loại suy nghĩ, đó là suy nghĩ thiện và suy nghĩ bất thiện. Chính vì vậy mà chúng ta có cái bài kinh được gọi là bài kinh song tập. Thế thì Đức Phật nói là trước khi mà Như Lai chứng đạo thì Như Lai có thực hành ở trong rừng sâu và thấy rằng trong tâm của Như Lai là có khởi lên hai cái loại suy nghĩ. Một loại suy nghĩ đó là suy nghĩ thiện, và một loại suy nghĩ thứ hai đó là suy nghĩ bất thiện. Thế thì Đức Phật nói là
trong những lúc Như Lai hành thiền thì cũng có khởi lên những cái suy nghĩ về dục tầm, tức là những cái suy nghĩ về dục. Và khi Như Lai nhận thấy là có những cái suy nghĩ về dục như thế này thì nó làm cho hại mình, hại người, dẫn tới cái sự nguy hiểm và không dẫn tới niết bàn. Chính vì nhận thức ra được những cái bất lợi làm cho tự hại, làm cho hại người, nó có cái sự nguy hiểm và không có dẫn tới niết bàn, thì Như Lai quan sát và cuối cùng đã vượt qua được cái loại suy nghĩ liên quan đến dục, tức là dục tầm này. Và cũng tương tự như vậy thì Đức Phật cũng nói tới cái suy nghĩ về sân, sân tầm. Thì những cái sân tầm ở đây đó là những cái sự giận dữ, những cái sự thất vọng, chán chường, vân vân. Và khi những cái suy nghĩ này nó khởi lên thì Đức Phật cũng thấy nó làm cho hại mình, hại người, nó có cái sự nguy hiểm và không dẫn tới niết bàn. Và ý thức được những cái bất lợi như vậy thì Đức Phật đã quan sát, đã quán chiếu bất kể khi nào mà sân tầm hay là các cái suy nghĩ về sân nó sanh khởi, và cuối cùng Đức Phật đã vượt qua được các cái suy nghĩ sân, các cái trạng thái sân, các cái trạng thái ức chế khó chịu như vậy, và chúng không còn quay trở lại. Và rồi cái nữa đó là cái hại tâm, hay là suy nghĩ về cái việc mà trả thù và báo hại. Thì khi mà chúng ta khó chịu, rất là tức giận với ai đó thì có những cái trạng thái mà chúng ta muốn trả thù. Thì khi mà nó khởi lên những cái suy nghĩ như vậy thì Đức Phật cũng thấy rằng đây là các cái suy nghĩ nó làm cho hại mình hay là tự hại, thế rồi nó làm hại người khác, nó nguy hiểm và không dẫn tới niết bàn. Và ý thức, nhận thức được cái điều đó thì Đức Phật cũng quan sát, quán chiếu bất kỳ khi nào mà cái loại suy nghĩ này nó sanh khởi, và cuối cùng Ngài cũng đã vượt qua được và các cái suy nghĩ này nó cũng không còn phát sinh trở lại. Và rồi Đức Phật cũng nói trong một cái trường hợp khác, đó là khi mà thấy các cái suy nghĩ về thiện nó sanh khởi, thì chúng ta thấy ở đây đó là các cái suy nghĩ về ly tham, các cái suy nghĩ về vô sân và suy nghĩ về vô hạnh. Thì ở đây tất cả ba cái đó chúng đều là các cái suy nghĩ thiện. Thì những cái suy nghĩ thiện này nó làm cho lợi mình, lợi người, nó có nhiều lợi ích và dẫn tới niết bàn. Thế nhưng mà Đức Phật cũng nói tiếp, đó là nếu mà cứ phải tiếp tục theo những cái suy nghĩ như thế này, dù là những cái suy nghĩ thiện đi chăng nữa, trong suốt cả ngày thì nó cũng làm cho tâm trở nên là mệt mỏi. Mệt mỏi vì các cái suy nghĩ, cho dù là suy nghĩ thiện. Chính vì vậy mà nếu mà các cái suy nghĩ thiện chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải để chúng qua một bên. Vì nếu chúng ta suy tầm đến nó, suy nghĩ nhiều đến các cái suy nghĩ thiện, do có các cái suy nghĩ nhiều như vậy nó sanh khởi, thì nó cũng làm cho tâm của chúng ta cũng trở nên mệt mỏi. Thế thì Đức Phật nói là sau khi mà đã tập trung thoát khỏi hai cái suy nghĩ này, và Ngài tập trung trên một cái đối tượng, duy trì cái sự quan sát trên một đối tượng mà thôi, thì từ từ các cái suy nghĩ này nó sẽ giảm dần và nó sẽ không sanh khởi nữa, cho dù nó là bất thiện hay là thiện. Với cái việc mà chúng ta quan sát tập trung trên một đề mục, quan sát trên một cái đề mục chính, thì các cái suy nghĩ thiện hoặc là bất thiện nó sẽ được giảm thiểu. Và khi các cái suy nghĩ nó hạn chế, nó ít dần, thì từ từ tâm của chúng ta sẽ trở nên an ổn, chánh niệm nó được thiết lập một cách vững vàng, và cái trạng thái tâm nó đạt được cái sự bình an, cái sự an tịnh do việc quan sát trên một đối tượng, lặp đi lặp lại trên một đối tượng. Và cũng chính nhờ cái việc mà tập trung trên một đối tượng như này, thì Đức Phật nói là do cái việc quan sát như vậy, và Như Lai đã chứng thiền, chứng vào các cái tầng sơ thiền,
nhị thiền, tam thiền và tứ thiền do cái việc mà tập trung quan sát trên một đề mục và thoát ra khỏi tất cả các cái suy nghĩ khi mà vắng bặt tất cả các cái suy nghĩ thiện cũng như bất thiện. Và cuối cùng tiếp tục quan sát như vậy thì Đức Phật đã đạt tới đó là gì? Thiên nhãn thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Và cuối cùng là Ngài đã đạt tới chánh trí và chứng ngộ Niết Bàn thông qua cái việc quan sát. Và chúng ta cũng thấy rằng là ngay kể cả Đức Phật và khi Ngài thực hành như vậy là nó cũng có hai cái loại suy nghĩ nó sanh khởi. Và khi vượt thoát ra khỏi các cái suy nghĩ này, khi tập trung vào cái đề mục hành thiền và nhờ đó Ngài đã đạt được các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và đạt được các cái thần thông cũng như là chánh trí thông qua cái việc quan sát và thoát ra khỏi tất cả các cái suy nghĩ bất thiện cũng như là thiện. Thế thì ở đây là Đức Phật đã chia sẻ cho các cái vị tỳ kheo, Đức Phật chia sẻ cho mọi người về cái kinh nghiệm mà Ngài đã trải qua trước khi Ngài chứng ngộ. Thì cũng giống như mọi người thì Ngài cũng có các cái suy nghĩ liên quan tới thiện và bất thiện. Và rồi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có khi có các cái suy nghĩ thiện nó sanh khởi và rồi các cái suy nghĩ bất thiện nó cũng sanh khởi. Và cho dù là các cái suy nghĩ nào đi chăng nữa, nếu mà chúng ta không biết cách quan sát và các cái suy nghĩ nó tiếp tục nó xảy ra thì nó cũng làm cho tâm của chúng ta cũng mệt mỏi. Thì chính vì vậy mà Đức Phật đã chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, chia sẻ cái cách quan sát của mình cho các cái vị tỳ kheo và để giúp cho mọi người có khả năng vượt qua được khi quan sát trên đề mục và tránh được các cái suy nghĩ khi mà nó sanh khởi. Cho dù đó là các cái suy nghĩ thiện chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải tránh cả các cái trường hợp này để giúp đạt tới một sự an tịnh của tâm và từ đó hướng tới cái sự giải thoát giác ngộ. Thế thì chúng ta biết là Đức Phật là một cái người và trước khi đi tu là Ngài có gia đình. Ngài không phải là một cái người xuất gia từ khi còn nhỏ mà Ngài là cái người mà sống tại gia. Thế chính vì vậy mà khi Đức Phật Ngài đi tu thì Ngài cũng có những cái suy nghĩ về những cái vấn đề của gia đình. Thì cái điều này là cái điều cũng dễ hiểu. Và rồi Đức Phật cũng nhận ra được cái điều đó. Và Ngài thấy là nếu tập trung quan sát trên một đối tượng, tập trung cái sự quan sát trên một đối tượng một cách cẩn thận và kỹ càng thì Ngài đã vượt qua được các cái suy nghĩ như thế này. Và rồi chúng ta cũng vậy, chúng ta là những cái người mà rời bỏ gia đình, sống không gia đình, là những cái người mà trước đây thì chúng ta cũng sống cùng với gia đình. Đâm ra là chúng ta cũng có những cái suy nghĩ mà nó liên quan tới thế gian. Thì trước đây đến giờ thì chúng ta có rất là nhiều các cái loại suy nghĩ ở trong quá khứ, chuyện vui, chuyện buồn, tất cả những cái câu chuyện vui, buồn, giận, hờn, oán, ghét, vân vân. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy thì các cái suy nghĩ này nó cũng lại khởi lên, nó trạo cử trở lại. Và tóm lại đó là các cái loại suy nghĩ đủ loại. Và để vượt qua được các cái suy nghĩ như thế này thì chúng ta cũng cần phải quan sát kỹ càng hơn, cẩn thận hơn trên cái đối tượng chính mà chúng ta đang thực hành. Thì với cái việc mà quan sát ngày một cẩn thận hơn, kỹ càng hơn thì trong những cái thời khắc đó, trong những cái khoảnh khắc đó chúng ta đang thoát khỏi các cái suy nghĩ. Chúng ta chỉ còn có một cái việc duy nhất đó là tập trung trên một đề mục mà thôi. Như vậy thì với cái việc mà tập trung trên một đề mục, với cái việc quan sát trên một cái đề mục chính, nó sẽ giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi tất cả các cái loại suy nghĩ. Thế thì ở đây chúng ta thấy là một cái kinh nghiệm khi mà chúng ta hành thiện thì các cái suy nghĩ nó sanh khởi lên, cho dù là chúng ta thích hay là không thích đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải quan sát. Thì nhờ có cái sự quan sát này thì các cái suy nghĩ đó nó đi qua. Thế còn nếu không, nếu như mà chúng ta dùng các cái biện pháp khác, chẳng hạn như là chúng ta dùng sổ tức hay là chúng ta dùng cái phương pháp đếm, thì nó cũng chỉ có một cái tính cách tạm thời mà thôi. Nó không thể nào mà giúp cho chúng ta ngăn ngừa được các cái suy nghĩ này nó sanh khởi. Chính vì vậy
khi mà hành thiền thì quý vị cũng cần phải nghe hướng dẫn một cách kỹ càng để rồi chúng ta áp dụng và chúng ta quan sát, thì như vậy là cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ có được những cái kết quả. Thế thì quý vị, khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cần phải nghe cái hướng dẫn một cách kỹ càng, nghe một cách cẩn thận để rồi chúng ta áp dụng vào trong cái việc thực hành của mình. Nếu không thì tôi thấy một cái điều đó là khi mà trình pháp thì rất nhiều thiền sinh hay cứ phàn nàn là trong một cái thời thiền của con nhiều cái suy nghĩ quá, nhiều vọng tưởng phóng tâm quá, toàn những cái chuyện này chuyện kia không đâu vào với đâu cả. Thì kỳ thực là họ đã chưa có biết cách quan sát cái đối tượng. Thì như đã nói nhiều lần, chúng ta thấy cái suy nghĩ nó cũng là cái đối tượng để quan sát. Chúng ta cần phải ghi nhận khi mà suy nghĩ nó sanh khởi. Đó, chúng ta cần phải quan sát, ghi nhận và quan sát khi mà suy nghĩ nó sanh khởi. Và rồi trong một cái trường hợp khác, tức là chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta duy trì cái sự quan sát trên cái đối tượng chính, chúng ta sẽ thấy là các cái suy nghĩ này nó từ từ nó qua đi. Như vậy thì là cái người thiền sinh đó là cái người biết cách quan sát, biết cách ghi nhận. Vậy thì ở đây nghe hướng dẫn một cách kỹ càng và chúng ta áp dụng thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ không phải là một cái cản trở, suy nghĩ nó không phải là một cái cản trở, nó cũng là cái đối tượng để chúng ta quan sát. Vấn đề là chúng ta ghi nhận và chúng ta quan sát như thế nào cho nó đúng theo như những cái hướng dẫn đã được đề ra, thì chúng ta áp dụng cho nó chính xác, áp dụng cho nó đúng. Thế thì cũng tương tự như vậy, không chỉ là các cái suy nghĩ mà chúng ta còn có các cái cảm thọ, đúng không? Những cái đau nhức ngứa mỏi vân vân. Nó tóm lại đó là các cái suy nghĩ và các cái cảm thọ. Thì cũng vậy, chúng ta cũng cần phải biết cách ghi nhận, biết cách quan sát, và rồi chúng ta cũng tập trung vào cái đối tượng chính, quan sát nó cẩn thận, kỹ càng ra làm sao. Và cũng không chỉ có vậy, cái việc quan sát của chúng ta nó cần phải được duy trì một cách liên tục khi mà chúng ta đi kinh hành, cũng như là trong các cái sinh hoạt, các cái hoạt động hàng ngày, chúng ta cũng phải luôn luôn duy trì được cái sự quan sát, luôn luôn duy trì được cái sự chánh niệm. Chính nhờ vậy mà đến khi chúng ta ngồi thiền trở lại thì các cái suy nghĩ này nó sẽ giảm thiểu dần, và chỉ ít thì chúng ta cũng biết cách ghi nhận và quan sát chúng khi chúng sanh khởi. Thế chúng ta thấy là đây đó, cái suy nghĩ thì nó không phải là của riêng ai. Người nam thì cũng có suy nghĩ, mà người nữ cũng có suy nghĩ. Bất kỳ ai, cho dù chúng ta cũng đều có suy nghĩ. Chính vì vậy mà chúng ta đừng có phàn nàn về các cái suy nghĩ hay là vọng tưởng phóng tâm. Và chúng ta thấy là không chỉ là bản thân chúng ta thôi, mà ngay như Đức Phật trước khi Ngài thành đạo thì Ngài cũng thấy là cũng có các cái suy nghĩ, kể cả những cái suy nghĩ bất thiện cũng như là các cái suy nghĩ thiện. Trước khi thành đạo, các cái suy nghĩ này nó cũng sinh khởi trong tâm của Ngài. Và Ngài nhận thấy rằng là ngay kể cả các cái suy nghĩ bất thiện, các cái suy nghĩ thiện, thì nếu mà cứ tiếp tục duy trì các cái suy nghĩ đó thì nó cũng làm cho tâm trở nên mệt mỏi. Và với cái việc ghi nhận được các cái suy nghĩ đó một cách kịp thời, và chúng ta duy trì cái sự quan sát trên một cái đối tượng, thì khi mà cái sức định nó đã dần dần được thiết lập, chánh niệm có ở đó, rồi sức định nó ngày càng trở nên vững vàng và mạnh mẽ, thì lúc này là các cái suy nghĩ tự động nó sẽ giảm thiểu và nó tắt dần. Và như vậy thì chúng ta cũng không còn có cái điều gì phải e ngại về các cái suy nghĩ này nữa. Vấn đề ở đây đó là chúng ta cần phải biết cách ghi nhận và biết cách quan sát. Thế thì ở đây khi mà chúng ta thấy là có nhiều các cái suy nghĩ sanh khởi, thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải có một sự cố gắng hơn nữa, một cái sự tinh tấn hơn nữa. Chúng ta có sự tinh tấn trong cái việc quan sát, chúng ta tinh tấn trong lúc đi hành thiền, cũng như là chúng ta có cái sự cố gắng ghi nhận và quan sát trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Và nhờ có một cái sự cố gắng, nhờ có một cái sự tinh tấn như vậy, thì từ từ các cái định nó sẽ được thiết lập một cách mạnh mẽ và vững chắc. Với cái việc thực hành một cách nhiệt tâm, với cái việc thực hành một cách trân trọng và đầy nhiệt huyết của mình, thì chúng ta sẽ tập trung trên được các cái đối tượng quan sát, và định nó sẽ trở nên mạnh mẽ.
Và bất cứ khi nào mà định nó được thiết lập mạnh mẽ thì lúc này chúng ta có thể ngăn ngừa được các cái suy nghĩ nó sẽ giảm thiểu khi mà các cái định nó được thiết lập một cách vững vàng. Chính vì vậy mà những khi nào mà chúng ta có nhiều các cái suy nghĩ xoay tròn thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần có một cái sự cố gắng hơn nữa, nhiệt tâm hơn nữa, tinh tấn hơn nữa trong tất cả các cái oai nghi. Khi chúng ta ngồi, chúng ta cũng phải quan sát đối tượng một cách cẩn thận và kỹ càng, với một cái sự nhiệt tâm, với một cái sự trân trọng. Và cũng như vậy, khi chúng ta đi kinh hành, và rồi không chỉ lúc ngồi và lúc đi kinh hành, trong tất cả các cái sinh hoạt, trong tất cả các cái hoạt động hàng ngày, chúng ta cũng phải duy trì được cái sự quan sát của mình. Và nhờ vậy, chúng ta sẽ hạn chế được các cái suy nghĩ này. Thế thì chúng ta thấy là trong kinh Pháp Cú thì cũng có một cái bài kệ đại ý là nếu mà một cái ngôi nhà mà vụng lở, tức là trên mái nó có những cái kẽ hở, nó vụng lở nên ra là nó có thể có những cái lỗ hổng, các cái khe hở, thì khi mà trời mưa là nó sẽ nhỏ giọt, nó sẽ dột xuống ngôi nhà. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta không biết cách quan sát một cách cẩn thận, một cách kỹ càng và liên tục, thì cái điều đó có nghĩa là cũng giống như cái ngôi nhà vụng lở. Chúng ta để cho các cái suy nghĩ bất thiện, các cái suy nghĩ về dục, các cái suy nghĩ về sân và các cái suy nghĩ về hại, nó có điều kiện, nó xâm chiếm tâm của chúng ta. Nếu không quan sát được các cái đề mục một cách cẩn thận và kỹ càng, thì điều đó các cái phiền não, và ở đây tức là các cái suy nghĩ, nó luôn luôn có cơ hội để nó xen vào trong tâm của mình. Thế thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta tiếp tục quan sát cái đối tượng nó một cách kỹ càng, cẩn thận và tốt, thì chúng ta sẽ có được chánh niệm cũng như là sức định nó được phát triển và trở nên vững mạnh. Thì lúc này bất kỳ khi nào mà suy nghĩ nó sanh khởi, chúng ta ghi nhận được cái suy nghĩ đó thì nó cũng sẽ qua đi. Và chúng ta có thể ghi nhận một lần, hai lần rồi cái suy nghĩ nó cũng qua đi. Và một cái trường hợp khác nữa, tức là nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta duy trì cái sự quan sát ở trên đối tượng chính thì nó cũng qua đi. Vậy khi mà nhận ra được cái suy nghĩ và quan sát đến đâu để cái suy nghĩ đó nó qua đi là nó tùy thuộc vào cái sức định của chúng ta, nó tùy thuộc vào chánh niệm của chúng ta. Và cái điều đó cũng không có thể nói được. Nếu như mà sức định nó tốt, định trở nên vững vàng và chánh niệm nó ngày càng sắc bén, thì chúng ta ghi nhận các cái suy nghĩ đó thì nó dễ dàng qua đi. Và rồi là chúng ta thấy càng quan sát thì chúng ta càng hiểu hơn về các bản chất của các cái tiến trình thân và tâm. Do cái việc quan sát trên các cái đối tượng này, chúng ta nhận ra được các cái sự hoạt động của các cái tiến trình thân tâm này hơn. Và điều đó có nghĩa là càng quan sát chúng ta càng nhận ra được các cái suy nghĩ này, thì chúng cũng chẳng có cái gì khác ngoài cái việc là sanh khởi và diệt đi. Cho dù các cái suy nghĩ đó là gì đi chăng nữa, những cái lo âu, những cái buồn phiền, những cái giận dữ, những cái thất vọng, chán chường, vân vân, đủ các cái trạng thái và đủ các cái mọi loại suy nghĩ, chúng ta quan sát và thấy rằng rất đơn giản là chúng đến rồi đi theo cái bản chất của nó. Những gì sanh khởi thì nó hoại diệt. Vấn đề ở đây là chúng ta quan sát mà thôi. Nhờ có cái sự quan sát một cách khách quan như vậy, và do cái sự quan sát đó chúng ta sẽ thấy rõ được hơn bản chất của các cái hiện tượng, và trong đó là các cái suy nghĩ. Suy nghĩ luôn luôn sanh khởi, chúng đến rồi đi, cho dù là thiện hay bất thiện, bản chất của nó là sanh khởi và hoại diệt. Thế thì càng ngày càng suy nghĩ, càng ngày càng quan sát thì là chúng ta sẽ thấy là các cái trạng thái tâm tham, tâm sân hay là đủ các cái loại suy nghĩ, chúng cứ đến rồi đi, đến rồi đi. Và như vậy là các cái phiền não, các cái tham, các cái sân và các cái suy nghĩ dần dần nó muội lượt dần, và tâm của chúng ta nó ngày càng trở nên trong sáng hơn, rõ ràng hơn, các cái phiền não nó ngày càng được giảm thiểu, và chúng ta có khả năng ghi nhận kịp thời khi mà chúng sanh khởi, và rồi theo bản chất của nó chúng lặn ra đi. Tâm của chúng ta ngày càng trở nên an tịnh, ngày càng trở nên bình an hơn, và ngày càng giảm thiểu được các cái phiền não. Thế thì ở đây chúng ta thấy là cái điều quan trọng là lúc chúng ta quan sát thì chúng ta cũng cần phải phân biệt được các cái suy nghĩ thiện và bất thiện
Đây là một cái điều rất là cơ bản. Thế thì các cái suy nghĩ bất thiện nó làm cho cái trạng thái tâm của chúng ta nó rất là tối, nó giống như là một cái đám mây, nó che mờ và nó làm cho người của chúng ta nó cảm thấy bức xúc, khó chịu, những cái cảm giác rất là khó chịu, không có được hài lòng. Khi mà những cái trạng thái của tâm bất thiện nó xoay khởi, chúng ta thấy được những cái sự bất lợi của nó. Như vậy là những khi mà buồn chán, thất vọng, giận dữ, sân hận, rồi tất cả các cái trạng thái tâm khác như là các cái tham, sân, mạn, nghi, tà kiến, vân vân. Khi mà chúng có mặt thì nó làm cho tâm của mình nó trở nên tối đi, nó trở nên mê mờ, nó trở nên muội lượt, vân vân. Và khi phân biệt được, hiểu được những cái bản chất như vậy thì chúng ta mới có cái cơ hội để chúng ta loại bỏ nó. Chúng ta thấy được những cái điểm bất lợi của nó rồi chúng ta mới dần dần chúng ta quan sát và loại bỏ được. Thế còn nếu mà không biết đây là các cái trạng thái của tâm bất thiện thì khi mà chúng có mặt thì chúng ta cũng không hề hay biết, chúng ta cũng chẳng phân biệt được nó là thiện hay là nó là bất thiện. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải hiểu được đâu là những cái trạng thái tâm thiện và đâu là những cái trạng thái tâm bất thiện. Và khi hiểu rõ về trạng thái của các cái tâm bất thiện, của những cái tâm akusala, thì chúng ta mới có cái cơ hội để loại trừ được các cái tâm này khi mà nó sanh khởi. Và rồi không chỉ có vậy thì chúng ta thấy là ngay kể cả khi mà chúng ta có các cái thiện tâm sanh khởi, nếu mà chúng ta suy nghĩ nhiều về các cái thiện tâm này thì nó cũng làm cho tâm của chúng ta nó cũng trở nên mệt mỏi, cho dù đó là các cái thiện tâm đi chăng nữa. Thì cuối cùng chúng ta cũng phải buông bỏ cả các cái thiện tâm. Thì như vậy là đầu tiên chúng ta cần phải biết loại trừ được các cái tâm bất thiện, và kế tới đó là các cái suy nghĩ, các cái suy nghĩ thiện, cho dù là các cái suy nghĩ thiện đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải buông cả các cái suy nghĩ thiện. Và chỉ khi nào mà chúng ta buông bỏ được cả hai cái này, chúng ta loại trừ được cả hai cái suy nghĩ này, thì lúc này tâm của chúng ta nó trở nên định tĩnh, nó trở nên có một cái sức định mạnh mẽ hơn. Khi mà chúng ta loại trừ được các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm cũng như là các cái suy nghĩ bất thiện hay là thiện. Thế thì quý vị thấy rằng ở đây chúng ta sẽ ghi nhận được các cái suy nghĩ đó trong tất cả các cái oai nghi, tất cả các cái tư thế. Khi mà chúng ta ngồi thiền, suy nghĩ luôn luôn sanh khởi. Không chỉ vậy, lúc chúng ta đi, suy nghĩ nó cũng sanh khởi. Và rồi trong các cái hoạt động khác, khi mà chúng ta ăn, khi mà chúng ta tắm, khi chúng ta giặt, rồi bất kể những cái hoạt động như thế nào, suy nghĩ nó luôn luôn sanh khởi, nó luôn luôn có. Như vậy thì chúng ta hãy học cái cách quan sát, cái cách ghi nhận và quan sát, rồi phân biệt đâu là những cái suy nghĩ thiện và suy nghĩ bất thiện. Và phân biệt được như vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được, quan sát và loại trừ được các cái suy nghĩ bất thiện. Và rồi ngay kể cả đến các cái suy nghĩ thiện thì chúng ta sẽ thấy khi mà các cái suy nghĩ bất thiện nó giảm thiểu dần, thì lúc này chúng ta thấy là các cái suy nghĩ thiện nó sẽ sanh khởi ngày càng nhiều hơn. Và rồi đến lượt các cái suy nghĩ thiện thì lúc này chúng ta cũng cần phải buông bỏ được cả những cái suy nghĩ thiện nữa. Thì ở đây chúng ta tập trung vào quan sát cái đối tượng nó cẩn thận hơn, kỹ càng hơn. Điều đó có nghĩa là chúng ta buông được cả hai cái loại suy nghĩ thiện cũng như là bất thiện. Lúc này chúng ta tập trung quan sát rất là nghiêm mật, rất là tốt trên đối tượng. Chính vì vậy mà Đức Phật cũng đã đề cập tới cả hai cái loại suy nghĩ này trong cái sự quan sát của Ngài. Đó là các cái suy nghĩ bất thiện và suy nghĩ thiện. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng học theo cái cách đó để chúng ta loại trừ được các cái giảm thiểu các cái suy nghĩ bất thiện và tăng trưởng. Khi mà các cái suy nghĩ bất thiện nó giảm thiểu thì là các cái suy nghĩ thiện nó được tăng trưởng. Và rồi chúng ta cũng buông bỏ cả những cái suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ thiện. Và như vậy thì cái việc tập trung quan sát trên một đối tượng của chúng ta nó ngày càng trở nên tốt hơn. Và quý vị ở đây đã thực hành hơn một tháng rồi, và quý vị cũng đã biết cách quan sát trên các cái đối tượng, quý vị cũng đã biết cách quan sát đối với suy nghĩ. Và như vậy là chúng ta cũng biết cách xử lý khi mà suy nghĩ nó xoay khởi, quan sát, ghi nhận và quan sát như làm sao khi mà chúng ta ngồi, khi chúng ta đi và trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày. Và đến đây thì đã tới 1 giờ của bài pháp.
thì tôi xin phép dừng ở đây và xin chúc tất cả quý vị an vui. Thì tôi xin phép dừng ở đây và xin chúc tất cả quý vị an vui. Thì tôi xin phép dừng ở đây.